Này giờ có gì đâu quay. Quay đi, về cắt ra. Trời. Đúng rồi. Hay quá. Quay 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 cảnh được đó không? Được mà. Bóng nó mềm á. Rồi. Thấy cái lỗ rồi đó, thấy cái lỗ rồi đó. Xin thay cho lấy để nó đặt ngoài bánh chết. Nhà bên rồi chúng ta mới té xuống giùm lại. Hỏi ai? Đâu quá. Bước nói, bước nói. Anh nhiệm lên ông về ông chạy được cái thôi. Ai nói là rút ra sân nha. Hay quá Khoa ơi. Rồi ra ngoài luôn. Rồi. Tốt em. Làm cứ tưởng như quý khác cái chính cương. Nhưng bác sĩ đông quá vậy. Không phải đúng không? Nhìn sau lưng giống giống không? Rồi, tiếp. Giật về, giật về. Hay quá. Được quá rồi Tức ơi. Ok, được mà. Tốt quá anh Kiệt ơi. Chạy cái ghế cho em coi. Tiếp. Bóng xanh. Là Vũ ơi, là Vũ ơi. Bài mà bên này. Bóng ra đây, bóng ra. Bóng này thượng ơi, lên lên kìa. Để đá đừng nói, đừng nói. Trong sân rồi. Có trọng tài, có trọng tài, đừng nói có trọng tài. Đúng rồi, đè luôn, đè luôn. Đúng rồi. Rồi giật về Lâm nha. Cục 2 hay là vòng kia? Cái nha. Em xay sốt đi. Ok. Được cái đánh đá mình hay cúng quá.
cầm trịch lại trận đấu thôi, cầm trịch lại. Tốt rồi. Bây giờ gôn mới con cái, chưa thấy nào chúng gôn. Đá bị sợ. Hay quá. Alo. 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 Tuấn đá cứng quá. Không sao nhỉ? Tốt rồi em ơi. Không có ném biên em đá không à? Thôi nó nhá hàng thì thôi, không hiểu gì em à, đó. Đó 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 đó, giống Liverpool đó. Hai rồi, chuyên hai rồi, bộ ba. Bộ ba của Barca. Ghi bàn đầu tiên mùa giải luôn hả? Một giải nhá. Cường vô rồi, chú ý anh Cường nè. Hạ bộ đi. Hạ từ. Hay quá chị ơi. Từ từ, anh mệt em mới vô được chứ. Nhẹ em Cường ơi. Được rồi, đá vậy thôi. Lực có nhiêu đây mà đòi đá. Căng ngang kìa. Đừng lá mạnh. Biết rồi, hôm qua họp cả ngày rồi em. La mạnh đi chứ. Anh đừng có la. Đó. Đó. Tới. Cho xem lại cho đó. Anh Cường anh lừa đó. Chạy ra ngồi, chạy ra ngồi áo đỏ. Rồi người ta đang thiếu người. Xuống rồi. Đi anh Cường nha. Tốt quá. Bên này cái nữa ngon. Bên kia. Đúng
rồi. Chết. Ngài ngu gì đó. Mày nãy giờ ai chết cái đó luôn, thấy còn ai không à. Hai Nhiệm ơi, hai Nhiệm ơi. Tốt rồi em ơi. Mình đang ăn mà mình phải quay phương thầm đất phương. Đội bạn đá phẹp lay quá, mình không phải quay gì hết á. Thôi Nhiệm được rồi. Anh em lên về nha. Kẹt lối giữa kẹt. Hết pin rồi, đá cái này hết pin. Đá một bên thôi, bên trái lại đây. Tốt rồi. Tốt rồi. Trời ơi. Ba. Không sao. Đâu biết gì. Đây con đi. Rồi đừng la, từ từ không có gì. Chạy tên. Tự tin vô. Giật về, đừng đứng không. Tay cạnh bên này này. Chết chuyên mạnh quá. Ra nghỉ đi rồi để vô. Dạ rồi Cường ơi, đừng cố nha. Đừng cố quá. Ai mệt cứ việc ra nghỉ nha. Chịu cho 1-2 phút luôn. Thôi hoàn đá chú lên, để hoàn đá chú lên, hoàn đá chú lên. Cầm thân tay. Về đây. Về nhanh kìa. Trong đây. Hai người rồi. Hoàn
coi từ trên đến đùa. Hết ông phun rồi. Ôi bác bắt hiền ơi. Kẹt mẹ rồi. Mẹ rồi kẹt. Vai. Ê bông ra bên cạnh bên kia. Khoa với Tuấn Mạnh toàn chuẩn bị đưa nước để vô lại nè. Để vô trụ cho. Đây để em vô cho. Tôi cho hết một quả này. Hết quả này, chạy luôn anh ơi. Hay quá. Đá cái lùn. Đánh ra. Sút. Hả? Tốt quá. Mai mốt. Đẹp vô trách nhiệm luôn. Cái bàn vô nè. Tuấn hoặc Mạnh chuẩn bị nè. Nước ngon đi vô hay nè. Mới được 5 phút anh ơi. Em mua đá được không ta? Vậy nó nói dưỡng rồi. Đánh dưỡng rồi. Rồi bây giờ đâu được đâu. Về đây. Mệt mình đá lại. Giật lên. Tốt quá Quang ơi. Rồi Khoa lây nhiệm đúng rồi. Quang. Ngồi xuống anh. Ngồi xuống. Rồi chạy đầu đi. Tự nhiên anh kia anh dắt dò mình. Kem người này. Khoa ơi, em chỉ đào phòng ngự dưới Khoa. Rào kia. Nghe luôn kìa. Đừng có tâm lý quá, đừng có cứng quá. Thoải mái vô đá, đâu mà mặc tay khác rồi ta. Nguyễn Thịnh thấy áo như có đá bình mà mặc áo sơ mi. Bạn thể thao quá. Đi, chạy đây. Dành giữ dấu bài đá chung kết. Chạy xuống. MVP hồi nãy một cú bị lừa cái kia đã quay lại.